Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em sẽ hướng dẫn cho tất cả những anh em chưa biết cách để mình chỉnh chiếc mạch Sub B3 4 sò. Như chương trình anh em đang theo dõi đây, đây là chiếc mạch Sub B3 em muốn giới thiệu đến trong ngày hôm nay, là giới thiệu cách chỉnh. Thông thường thì anh em mình biết là hay dùng cắm vào những cái đường tín hiệu như là đường nai, cắm bằng hoa sen, mình nai từ vang xuống hoặc còn từ âm ly ra để đánh xúc điện. Là bằng cái đường hoa sen như này, đúng không ạ? Anh em hay cắm vào đường nai. Thì nhiều anh em còn chưa hiểu hết cái nút chỉnh ở đây. Như đường có cái mấy cái nút vặn đường vào này, như đường high level invert này, đúng không ạ? Và ở trên thì nó có nút pha nữa. Thì hôm nay em sẽ làm một clip này rất chi tiết để mời anh em mình xem. Và bên cạnh cái đường bên này có cái đường output nữa, thì có nghĩa là xuất cái âm ra. Thì xuất âm như thế nào, thì xuất âm để làm gì, thì hôm nay em sẽ giải thích kỹ luôn. Đầu tiên là bật tín hiệu lên đây này. Chiếc bát xúc này thì đã được bên em đấu sẵn rồi này. Đấu sẵn vào đây. Đây chiếc bát xúc 30 của JBL. Còn bình thường con bát là con này đánh được cái sub 40. Và em sẽ bật tín hiệu lên này. Đây là mình chỉnh to nhỏ. Còn bên cạnh là tần số cắt cốt. Nó có cắt được từ 40Hz cho đến 150Hz. Thông thường anh em nếu như chỉnh hay thì anh em chỉnh từ giải từ 90 cho đến 135, tùy anh em, tùy không gian và tùy cái bát súp nữa, anh em chỉnh theo ý của anh em thì nó không có định mức chung ở đây. Đấy, như đây là trong là em đè bô để tầm 90. Và đây là nút pha, em giải thích nút pha cho anh em này. Đấy, khi nút pha, nếu như nút pha mà đúng chiều dòng điện của nhà các bác dùng ấy, nó còn do cái chiều dòng điện của anh em nữa. Thế cái nút pha này nó không cứ là bật xuống hay bật lên. Thì trong trường hợp này em đây, anh em khi bật lên này, đó, thì anh em thấy nó mạnh hơn mà nó khỏe hơn. Thì như này nó đang là đúng pha bên nhà em. Còn rất có thể nhiều nhà các bác lại bật xuống nhá, đó, chứ không phải bật lên. Và bây giờ em giải thích cho các bác là bên cạnh cái đường dưới này là cái đường output. Đây em zoom lại gần nhé. Có cái đường output này thì mình sẽ để làm gì? Cái đường output bên cạnh đây là đường để thoát tín hiệu ra. Ví dụ như anh em có một cái trầm hơi nhá, nó nhỏ thôi chứ đừng trầm hơi to. Ví dụ như nhà anh em thừa một trầm hơi nào của Yamaha, của bất cứ một cái Kenwood, nó nhỏ tầm bát 16 mà anh em không có công suất để đánh, thì anh em đấu vào đây. Đây em không có cái nhỏ, em có cái 30. Thì em sẽ đấu tạm cho các bác mình hình dung ra. Là mình sẽ đấu vào cái đường bên cạnh này. Là cái đường này mình đấu vào đây. Thì đường đỏ anh em phải đấu vào đỏ, và đen phải đấu vào đen. Để trong đầu để mình thừa một cái kia, một cái trầm hơi thì mình mới làm thế này. Còn cái tín hiệu này thì anh em biết là nếu anh em bảo để lắp thêm thêm chép không được đâu nha, vì cái giải tần của con này nó thấp lắm, không lắp chép vào đâu. Đó, mình bật lên này. Đấy, anh em thấy là nó đánh này. Đó. Và ông bên này mới đánh bình thường nhá. Anh em nhìn là hai cái đều đánh này. Đấy. Ông này vẫn đánh và ông này vẫn đánh, đúng không ạ? Đây vẫn siêu bật cho bác xe. Đấy, đây đấu đây. Đấy, giải quyết xong cái vấn đề này. Xong cái vấn đề 1 là cái vấn đề đường thoát là xong.
Và bây giờ tiếp tục đến cái đường dưới này để làm gì? Đường dưới này là ví dụ như anh em muốn câu tín hiệu từ đẩy hoặc từ âm ly nhà mình ra đánh trực tiếp vào đây là từ cái dây loa ấy, như này. Đây cái dây loa này bác đây, một chiều sợi đỏ một sợi đen. Thì trong trường hợp này cái dây bông sen này mình không dùng nữa, coi như cái bài hướng dẫn một đã xong, em cho cái này nó cất đi, không dùng nữa cái này. Thì đây em sẽ đấu cái đường từ đẩy này, từ đẩy nhà bác thừa tín hiệu này, từ âm ly thừa tín hiệu này, đỏ và đỏ này. Video có thể nó hơi dài một chút, anh em thông cảm nhé. Vì những cái video hướng dẫn thì bao giờ cũng cần cái sự chi tiết để cho nhiều anh em mới vào nghề có những cái kiến thức học mà hỏi thêm. Thì kể cả những người bán chưa chắc đã biết hết những cái chức năng của những cái âm ly hay cái đẩy, nên đa phần là nhiều anh em cũng học hỏi của nhau nữa. Và nhiều người cũng kể cả thợ như cá nhân em cũng học được từ chính người chơi, từ những anh em mua đồ. Vì những người chơi đồ lâu năm thì được nhiều kinh nghiệm. Đó. Bây giờ thì mình lại phải cắm bật tín hiệu từ lấy tín hiệu từ đẩy hoặc từ âm đi. Thì để bác đại em một tí em đấy. Đó bắt đầu lại được đó. Bác xem là được vẫn được bình thường. Và trong cái trường hợp mà anh em đang đi làm mà sự kiện ở ngoài rơi ấy, mà ví dụ như cái chập điện này bác, anh em là nhiều anh làm sự bằng chập điện mà đánh lớn quá nó cháy con chập này, thì có một cách giải pháp cho anh em nữa. Anh em đấu như này cho em là cháy rồi nhá, thì coi như là tắt đi này, đúng không ạ? Và rút điện ra này, rút điện ra nhá. Thì mình nếu như các bác đi làm sự kiện ngoài rời mà có một cách xử lý nhanh cho các bác để lấy tiếng chầm, ví dụ đây vẫn là cái đẩy của các bác, đúng không ạ? Thì anh em chuyển sang bên này, anh em này chuyển sang cái bên output nhá, không phải input nữa, ở bên thoát đấy. Đấy anh em thấy nó được đấy, nó đang có sẵn trên đẩy, nó vào đấy, nó nói luôn. Đấy là mình đấu sẵn trực tiếp đẩy vào đây như thế này. Nó to nhỏ là do đẩy, và anh em phải có vang để cắt cốt nó thành một cái trầm hơi bình thường thôi. Đó. Đấy là mình xử lý tình huống sự cố. Còn cái tình huống đang là cái chập điện nó bị cháy thì mình mới phải làm thế này. Rồi anh em, nếu khi nó cháy thì anh em đấu trực tiếp vào đây thì nó sẽ thông ra đây bên này. Còn cái chập đã cháy rồi, cái mạch đã cháy rồi thì mình sang bên này. Và vừa rồi bên Huấn Audio có một bài hướng dẫn rất chi tiết những các cách dùng chiếc mạch súp B3 4 sò. Vậy anh em có cần thắc mắc gì đó thì anh em có thể comment ở dưới cái video, hoặc anh em gọi điện trực tiếp cho em qua số máy 0904612323. Và em dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Anh em hãy cho em đăng ký kênh để ủng hộ bên em phát triển hơn nữa. Và cảm ơn các bác.